Các bạn nhìn lại một lần nữa nha. Đây, VinFast chuyên cung cấp xe điện. Đây, tổng năng của chúng tôi đã hệ thống tổng năng của chúng tôi đã được may mắn và cung cấp vào cho tập đoàn lúc này được bên tập đoàn này tin tưởng và sử dụng cho tất cả các hệ thống showroom bên xe máy và xe điện của xe ô tô và xe điện của họ. Đây các bạn có thể thấy tổng năng của chúng tôi được ngâm trực tiếp vào nước. Đây ngâm trực tiếp vào nước. Đây các bạn có thấy trực tiếp vào nước đây. Cái này bao nhiêu chậm? Chúng ta sẽ bắt đầu thấy cái này bằng năng của chúng tôi ngâm vào nước nha. Xe của VinFast. Ủa, từ anh ơi. Đây. Bằng năng của chúng tôi ngâm trong vào nước nha. Và xe đầu kia là các bạn này là ngâm vào nước đây. Các bạn có thể xem. Đây, các bạn có thể xem. Bơm thêm nước rồi em ơi. Đây. Đây, các bạn có thể xem là xe này ngâm vào nước nha. Cái này là nước bắt đầu xả rồi, đây nó hơi ấm, đây các bạn có thể xem. Đây nước nha, nước nghe các bạn, nước này là nước chúng ta sử dụng sinh hoạt hàng ngày nha, không phải là nước giả đâu. Đấy, chúng ta có thể xem đây, nước học là này. Tối đa là 80 km. Đấy, kỹ thuật viên bên tập đoàn là nước. Các bạn tham khảo nhé. Nếu mà sử dụng ở thành phố thì khá là ok đấy ạ. Đây. Đây, các bạn có thể thấy nha. Đây, hiện tại là xe này đang ngâm vào nước và đang đỏ đây. Theo tiêu chuẩn IP 57 là có thể ngâm xe trong vòng 1 mét trong 30 phút mà không có vấn đề gì. Đây. Hiện tại cái xe này á, nó với IP là 57 thôi, nhưng mà đối với một năng của chúng tôi là đối với 68 là các bạn cứ yên tâm. Và nếu trong quá trình sử dụng mà nó có trời mưa, trời gió, nó là ngập hầm thì các bạn cứ yên tâm, không sao hết. Hút nước lên sạch sẽ là sử dụng tiếp và còn. Đây hội hệ thống này hoàn toàn kính kính nha tất cả các bạn. Đấy, hệ thống của chúng tôi làm hoàn toàn kính nha. Đấy, 100% là nhé. Đây, các bạn có thể tham khảo nhé. Đèn công suất và cái kết nối thông minh. Hiện tại nếu tất cả các bạn muốn xem hàng hoặc liên hệ tư vấn thì hãy liên hệ tàu số 2 5 3 4 nhé. Các bạn tham khảo nhé. Alo. Đây, tôi xin nhắc lại tất cả các bạn đây bằng đây và xe và ngâm hoàn toàn nước. Đẹp. 100% vào nước nha. Trắng như ngọc trinh nhỉ. Nước ngập. Sơn của em là thử nghiệm. Rất là nhiều khách hàng đón xem. Cái bản đã quy trì thì là chạy được bao nhiêu xa một lần nhỉ? Cũng là 80 cây, hai bản đều như nhau. À, đều bản như nhau. Vâng, chỉ có công suất vận tốc của nó là khác nhau thôi. Bản này là 50 km, tối đa 50 km. Bản chỉ. Còn bản ắc quy thì là 45 km. Và công suất của bản này là 0.8 kW, và công suất của bản kia là 1.2 kW. Nghĩa là pin các bạn có thể thấy không? Đoàn năng của chúng tôi ngâm hoàn toàn trong nước, 100% vào trong nước nha các bạn. Đây, 100% vào trong nước. Đây. Đây. Xin nhắc lại, nếu các bạn nào muốn tham khảo và tự tay chế tác lại thì các bạn có thể liên hệ với tôi tàu và với số điện thoại là 0962215324. Đây. Đây. VinFast nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn.